chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức Mekong được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào lúc 18:30. Hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019, chương trình có nội dung đáng chú ý sau. Đúng như dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dịch tả heo châu Phi tiến vào Nam Bộ thời điểm này là một kịch bản rất xấu, rất khó khống chế. Hơn một nửa tỉnh thành của miền Tây đã xuất hiện dịch và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Từ ngày hôm qua đến nay đã xuất hiện thêm ổ dịch mới. Tối 26 tháng 5, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một ổ dịch tả heo châu Phi với tổng đàn 55 con. Con giống được mua từ nhiều nguồn khác nhau trên địa bàn tỉnh. Thêm vào đó, chủ hộ sử dụng thức ăn viên và thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt để cho heo ăn. Do đó mới có tình trạng xuất hiện ổ dịch tả heo nhỏ lẻ này. Tin mới nhận, vào lúc 15 giờ chiều nay, người dân ở ấp An Hòa, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp phát hiện một xác heo trôi sông trong giai đoạn phân hủy, trôi dạt vào khu vực bờ sông có đông dân cư nông thôn sinh sống. Sau khi phát hiện, bà con đã thông báo đến ngành chức năng, kịp thời tiêu hủy theo quy định của ngành thú y. Dứt heo bừa bãi như thế này để lại nguồn lây lan rất lớn, rất mong bà con đừng nên làm việc này. Ngay tại Hậu Giang, trong hai ngày nay đã liên tục ghi nhận thêm nhiều ổ dịch mới với rất nhiều con đường lây truyền virus khác nhau. 24 con heo của ông Nguyễn Văn Cưng ở ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương có dấu hiệu sốt cao, bỏ ăn từ nhiều ngày nay, dương tính với dịch tả heo châu Phi. Được biết ông Cưng lấy cặn từ các quán ăn ở chợ Cây Dương về làm thức ăn cho heo. Đây có thể được xem là một trong những nguồn lây bệnh. Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Hậu Giang đã phát hiện 20 ổ dịch ở 5 trong tổng số 8 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Giữa lúc tâm điểm dịch bệnh đang bùng phát dữ dội, thì hôm nay, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Hậu Giang cho biết kết quả kiểm nghiệm của 1 tấn rưỡi nội tạng và thịt heo không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối, thu giữ được trong 3 ngày trước. Cuối giờ chiều nay, đoàn liên ngành đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 1 tấn rưỡi thịt nội tạng dương tính với dịch tả heo châu Phi của ông Nguyễn Hoàng Tùng, ấp Xẻo Cao, xã Thành Xuân, huyện Châu Thành A. Dù dịch tả heo châu Phi không lây sang người, thế nhưng những hành vi mua bán, vận chuyển và chế biến thịt heo, các sản phẩm từ thịt heo dương tính với virus bệnh dịch như vậy là trái pháp luật. Có thể thấy, hàng loạt các giải pháp từ việc lập hàng rào chốt chặn tại các cửa ngõ, rồi tiêu độc khử trùng, an toàn sinh học để phòng chống ngay từ bên trong đang được các địa phương ráo riết thực hiện, nhưng không thể nào ngăn chặn được dịch bệnh một cách nhanh nhất. Vậy, điều mà người dân quan tâm trong lúc này là cần xác định được nguồn lây lan để biết cách phòng tránh. Nam Bộ đang bước vào mùa mưa là kiểu thời tiết bất lợi cho phòng chống dịch bệnh. Thêm vào đó, với địa hình trũng sẽ có nhiều khu vực ngập úng gây khó khăn khi chôn lấp heo bệnh. Mà mỗi ngày cầm chừng chưa xử lý được như vậy thì nguy cơ lây lan rộng ra là rất lớn. Tại miền Tây, hệ thống kênh mương chằng chịt, đường thủy, đường bộ cứ đang xen phức tạp nên công tác quản lý, kiểm soát dịch bệnh là chuyện khó trần ai. Điều này cũng phần nào lý giải vì sao 6 tỉnh thành của miền Tây xuất hiện dịch đều nằm liền kề nhau. Trong khi đó, một số địa phương khác như Bình Phước, Tây Ninh, Gia Lai, Đắk Lắk nằm giáp ranh với các khu vực ở Campuchia đều đã xảy ra dịch. Việc kiểm soát các tuyến biên giới vẫn rất quan trọng. Một trong bất cập của công tác chống dịch tại các tỉnh phía Nam được nhìn nhận chính là việc các hộ chăn nuôi vẫn chưa hiểu rõ về tính chất nguy hiểm của dịch. Thậm chí khi heo phát bệnh, nhiều người còn dễ ngươi tự xử lý mà không báo với lực lượng thú y địa phương. Ổ dịch ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vừa phát hiện vào sáng qua là một điển hình. Chắc chị ba chị đi đám nhà người ta đó, rồi có coi heo nhà người ta rồi về, chắc cũng đi ngang lại chuồng heo của chị, chắc nó đem mầm bệnh về. Cho thức ăn viên với cho nó ăn mà hèm, hèm với cám. Lấy hèm nấu rượu cho heo ăn là cách làm phổ biến của người chăn nuôi miền Tây hồi đó giờ. Thế nhưng đây lại là một trong những con đường lây truyền virus dịch tả heo châu Phi. Đó là chưa kể, công tác kiểm soát giết mổ vẫn làm chưa tới nơi tới chốn, dù dịch bệnh mấp mé bất cứ lúc nào cũng có thể quét sạch mồ hôi, công sức của người chăn nuôi. Như vậy, thật khó xác định được cách lây truyền của dịch tả heo châu Phi. Nếu chúng ta mất cảnh giác, mọi thứ đều có thể trở thành vật trung gian gây bệnh.
Bởi trong môi trường tự nhiên, virus này có thể tồn tại từ 3 đến 6 tháng và hơn 3 năm khi được cấp đông. Từ địa phương, từng người chăn nuôi, nếu như các biện pháp được triển khai quyết liệt, triệt để và đồng bộ, thì virus này sẽ được khống chế. Trong đó, công tác xử lý ổ dịch được xem là rất quan trọng, bởi nếu việc tiêu hủy chậm trễ, không đúng cách, thì nơi đó sẽ trở thành nơi phát sinh mầm bệnh ra cộng đồng. Thưa quý khán giả, vừa tăng trở lại lên mức cao nhất là sắp xỉ 40.000 đồng một ký, giá heo hơi ở Nam Bộ lại quay đầu giảm xuống theo những diễn biến mới nhất của dịch tả heo châu Phi trong khu vực. Ở Đồng Nai, giá heo hơi chỉ còn 35.000 đến 36.000 đồng một ký, Bình Dương còn 35.000 đồng một ký. Theo nhận định của một số nhà chăn nuôi, nguyên nhân chính là do dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Ở miền Tây, lượng heo mắc bệnh và phải tiêu hủy tuy chưa nhiều, gần 5.000 con, nhưng việc dịch bệnh lây lan ra nhiều tỉnh thành đã tác động không nhỏ tới tâm lý của người chăn nuôi. Giá heo hơi hôm nay 27 tháng 5 tại miền Bắc ở mức thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay, duy trì từ 25.000 đến 35.000 đồng một ký. Giá heo giảm không phải là điều đáng lo ngại nhất, mà đáng lo nhất hiện nay là khi dịch bệnh ngày càng lây lan ra nhiều tỉnh, thì việc tiêu thụ thịt heo an toàn ở các trang trại lớn, trang trại thuộc hệ thống của các doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là những trang trại nằm trong vùng dịch. Lại một nghi án nghiêm trọng vừa được phát hiện tại Bình Dương. Khi thấy phòng trọ của cặp vợ chồng có dấu hiệu bất thường, người dân nhìn vào trong thì tá hỏa khi thấy cả chồng, người vợ đang mang thai, chuẩn bị sinh và đứa con đã tử vong. Hiện trường vụ án là một phòng trọ nằm sát đường ray xe lửa thuộc khu phố Bình Đường, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là hai vợ chồng khoảng gần 40 tuổi, người vợ mang thai sắp sinh, một đứa con khoảng 3 tuổi, quê Thanh Hóa. Cảnh sát nhận định anh Cường sát hại vợ đang mang thai và con gái rồi treo cổ tự tử. Được biết hai vợ chồng nạn nhân hàng ngày buôn bán trái cây ở chợ. Vì gần sinh nên thời gian gần đây người vợ nghỉ ở nhà. Gia đình nạn nhân có một đứa con khoảng 7 tuổi sống cùng với ông bà ở quê. Nhiều người xót thương cho một gia đình sống xa quê đã đi vào bế tắc, chọn một kết cục thảm thương. Con trẻ nào đâu tội tình gì vì những mâu thuẫn của người lớn. Liên tiếp những ngày qua, tỉnh Bình Dương xảy ra nhiều vụ trọng án. Dấy lên nỗi lo lắng hiện nay là làm sao để quản lý an ninh trật tự khi người nhập cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày một đông. Vụ án nữ sinh Điện Biên bị sát hại thực sự gây chấn động dư luận, ai cũng xót thương cho cô gái trẻ. Cứ ngỡ 8 nghi can bị bắt thì vụ án sẽ kết thúc, cái ác sẽ sớm đền tội. Nhưng mới đây, bà Trần Thị Hiền, mẹ của nạn nhân, lại bị khởi tố và bắt tạm giam vì mua bán ma túy trái phép. Công chúng thật sự sốc với thông tin này vì nỗi đau mất con của người mẹ đã là quá lớn rồi. Dư luận đang rất hoang mang, đặt ra nhiều câu hỏi. Bà Hiền có liên quan gì đến vụ án? Sáng nay, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã trả lời báo chí tại nghị trường Quốc hội, đã cung cấp nhiều thông tin xung quanh vụ án rất phức tạp này. Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định, cơ quan điều tra xác định bà Trần Thị Hiền có liên quan đến nhóm thủ phạm gây án với con gái của bà, do cùng tham gia một đường dây ma túy. Công an Điện Biên cho rằng, những việc làm của người mẹ có thể là nguyên nhân khiến cho nữ sinh bị nhóm người nghiện ma túy lập mưu khống chế, cưỡng bức và sát hại. Nhà chức trách đang củng cố chứng cứ với bà Hiền, không phụ thuộc nghi phạm này có nhận tội hay không. Trong quá trình điều tra, các nghi phạm nhiều lần thay đổi lời khai. Kết quả điều tra công bố vào tháng 4 xác định, Vì Văn Toán nói với cả nhóm rằng bà Hiền nợ hắn tiền nên nhờ bắt cóc con gái và giữ lại ít ngày để gây sức ép đòi tiền. Toán hứa trả công đầy đủ bằng tiền và ma túy nên cả nhóm đồng ý. Thiếu tướng Hồng cho biết thêm, quá trình điều tra vụ án gặp vô vàn khó khăn. Bà Hiền không trung thực báo cáo với cơ quan điều tra để truy tìm nữ sinh. Khi bà Hiền đến trình báo cơ quan công an hay khi cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai, cho bà này viết tường trình, thậm chí cơ quan công an đến gặp tất cả các thân nhân trong gia đình, nhưng bà này cũng khai báo không trung thực. Điều này dẫn đến cơ quan điều tra bị đối tượng đánh lạc hướng. Người đứng đầu Công an Điện Biên cũng cho biết, đến nay có thể nói vụ án liên quan đến cái chết của Cao Thị Mỹ Duyên cơ bản đã sáng tỏ. Tuy nhiên, liên quan đến ma túy là một vụ án mới, đầu mối mới nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ. Đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng, giả mang. Các đối tượng này đều là những đối tượng có tiền án tiền sự. Sự thật vẫn là sự thật, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chỉ tội cho cô gái vô phước, chỉ mong công an mau chóng tìm ra chân tướng sự việc.
Thưa quý khán giả, đến thời điểm này thì hầu hết các nhà trường đã và đang tổ chức tổng kết để kết thúc một năm học trước khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Về một câu chuyện tưởng như đã quá quen thuộc khi mà năm nào các trường nói riêng và ngành giáo dục nói chung đều làm, đó là tuyên dương khen thưởng cho học sinh thì quá ra lại có những điều khiến cho chúng ta phải suy nghĩ về niềm tin của thầy và trò. Đây là cuộc tuyên dương học sinh tiêu biểu xuất sắc tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Phần thưởng chỉ là một thùng quà to, rỗng ruột với một tờ giấy màu, khiến cho cả học sinh, phụ huynh và xã hội bức xúc. Sự việc này đã khiến cho lãnh đạo phòng giáo dục quận Cầu Giấy phải gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở phần thưởng không có giá trị, mà hơn hết là sự không trung thực. Các nghiên cứu về tâm lý cho thấy, trẻ không quan tâm phần thưởng là bao nhiêu tiền và cách thưởng tiền cũng không đem lại hiệu quả bằng một cách thức tổ chức nào đó, khiến trẻ cảm thấy được ghi nhận, được vinh danh hay từ thành tích đó trẻ được tham gia một hoạt động có ý nghĩa. Song, chính từ cách thức trao thưởng mang nặng tính hình thức như thế này khiến các em bị mất niềm tin vào ngành giáo dục. Cách thức khen thưởng tràn lan, dễ dàng với đa số học sinh đạt danh hiệu, học sinh tiêu biểu xuất sắc, học sinh giỏi như hiện nay đã làm giảm giá trị của việc làm này. Niềm tin trong giáo dục là vô cùng quan trọng. Phần thưởng không phải đơn thuần để khen cho thành tích học tập mà dành cho quá trình nỗ lực trong học tập của các em. Vì thế, dù là bằng cách này hay cách khác, thì quan trọng nhất là phải mang tính giáo dục, hấp dẫn thì mới có thể tạo nên động lực cho học sinh. Trao thưởng, việc tưởng như nhỏ nhưng mà ảnh hưởng của nó thì lại không hề nhỏ. Đòi hỏi phải có dụng tâm của thầy cô cũng như cơ quan quản lý giáo dục. Thưa quý khán giả, ngày nay, mạng xã hội không chỉ đã trở thành một nơi kết nối giữa người với người ở khắp nơi trên thế giới, mà còn là kênh thông tin truyền thông phổ biến và rộng rãi. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng sự tiện ích này để thực hiện những ý đồ xấu của mình. Đáng chú ý, liên tiếp trong thời gian qua, ngành chức năng ở các địa phương trên cả nước cho biết, nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để lan truyền những thông tin sai sự thật về việc bắt cóc trẻ em để gây hoang mang trong dư luận. Tuy nhiên, không dừng lại ở mức câu like, nhiều đối tượng thực sự đã chiếm đoạt trót lọt tài sản của người dân. Mời quý khán giả cùng xem phóng sự sau để cảnh giác hơn khi sử dụng mạng xã hội. Mới đây vào ngày 18 tháng 5, một tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin về một vụ bắt cóc ở huyện Bắc Nam, tỉnh Bắc Cạn, kèm theo hình ảnh các cháu nhỏ được cho là nạn nhân. Chia sẻ của tài khoản này đã được lan truyền chóng mặt, khiến nhiều người hoang mang. Khi cơ quan điều tra vào cuộc đã xác nhận chỉ vì nghe thông tin phong phanh nên đã dội vàng đăng tải để thu hút sự chú ý. Bên cạnh đó, bốn cháu bé nghi bị bắt cóc cũng đã trở về nhà an toàn sau khi rủ nhau đến trường để nghỉ qua đêm. Trong một diễn biến khác nghiêm trọng hơn, vào cuối tháng 4 năm 2019, một người đàn ông trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 18 năm tù giam vì thủ đoạn lừa đảo. Theo đó, đối tượng thông qua mạng xã hội đã quen một người phụ nữ khá giả rồi bịa ra nhiều lý do để mượn tiền nạn nhân. Thậm chí, đối tượng còn giả bị các chủ nhà bắt cóc để tống tiền nạn nhân, để đòi tiền chuộc. Đến khi bị nạn nhân nghi ngờ và ngành chức năng bắt giữ, đối tượng đã lừa đảo số tiền lên đến 2 tỷ 400 triệu đồng. Cũng trong thời điểm này, tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, một người mẹ vì quá bấn loạn và mong ngóng tin người con đã mất tích nhiều ngày nên đã đăng tin nhờ cộng đồng mạng tìm giúp. Thấy thông tin, một nam thanh niên mặc dù không biết bé gái ở đâu nhưng đã chủ động giả làm đối tượng bắt cóc, cho rằng mình đang giữ cháu ở một nơi bí mật rồi buộc gia đình chuyển vào tài khoản 30 triệu đồng để chuộc cháu về. Qua các sự việc lừa đảo của đối tượng lợi dụng mạng xã hội cho thấy thủ đoạn của kẻ gian ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có thể gây ra những trò lừa không ngờ, thậm chí có thể dùng những thông tin nhạy cảm như bắt cóc tống tiền để gây án. Vì vậy, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi nhận điện thoại với nội dung nạc danh, tống tiền, phải bình tĩnh để kiểm tra thông tin, đồng thời thông báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để tránh sập bẫy lừa của kẻ gian rình rập trên mạng xã hội. Đồng thời, tích cực phối hợp với cơ quan công an khi có tình huống tương tự xảy ra.
Vào sáng nay 27 tháng 5, tại khu vực bờ sông Chàm Cỏ thuộc ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Dân, hay còn gọi là khu xóm Lỡ của tỉnh Long An, đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng. Gia đình bà Huỳnh Thị Chính, ngụ tại ấp Rạch Chanh, đã phát hiện phần đất phía sau nhà của mình bắt đầu sạt lở nên tri hô cho người thân và người dân gần đó biết. Vụ sạt lở làm thiệt hại 8 căn nhà cấp 4, trong đó 4 căn nhà bị sạt lở hoàn toàn và 4 căn nhà bị tràn nứt, có nguy cơ sẽ bị sạt. Diện tích bị sạt lở là trên 250m2 với tổng tài sản thiệt hại gần 800 triệu đồng. Bước đầu, nguyên nhân vụ sạt lở được nhận định là do cao trình đáy sông sâu dần về phía bờ tạo áp lực dòng chảy áp sát bờ. Từ đầu năm 2019 đến nay, khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú Mỹ ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang liên tục bị người dân xâm lấn, phá hoại. Hàng chục hecta thảm thực vật bị cày xới, rừng tràm bị thiêu rụi. Đây lại là nơi có đàn xíu đầu đỏ về trú ngụ. Tuy nhiên, trước thực trạng trên, nguy cơ xíu đầu đỏ quý hiếm sẽ không còn nữa. Ngày 13 tháng 5 vừa qua, hàng chục người dân đã tràn vào khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú Mỹ thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang đốn hạ cây cối, sau đó đưa máy móc vào đây cày xới, dùng lỗi khu bảo tồn, nhưng người dân khẳng định đó là đất của gia đình mình. Hiện có khoảng 100 hộ dân lấn chiếm khoảng 60 hecta trong vùng lõi rộng 940 hecta của khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không thể xử lý vì khu bảo tồn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Không cần đất cũng chẳng cần nước thường xuyên vẫn trồng được rau, chỉ với không khí vẫn trồng được rau, thậm chí là năng suất chất lượng còn vượt trội. Nghe có vẻ khó tin, nhưng một phương thức canh tác mới lần đầu tiên có tại vùng rau Đà Lạt, Lâm Đồng. Những cây xà lách này chỉ cần 25 ngày là có thể cho thu hoạch, trong khi đó những phương pháp trước đây phải mất tới 45 ngày. Điều gì đã rút ngắn thời gian thu hoạch như vậy? Bí quyết nằm ngay dưới gốc cây rau này. Hoàn toàn không có gì dưới gốc rau, không đất trồng, cũng chẳng có nước hoàn lưu như kỹ thuật trồng rau thủy canh. Chủ trang trại ở đây cho biết, đây là phương pháp trồng rau bằng không khí mà những hộ nông dân quen gọi là khí canh, tức là cây trồng trong không khí. Tuy nhiên vẫn phải cung cấp dinh dưỡng qua hệ thống rễ định kỳ về thời điểm, giai đoạn cây trồng để cung cấp dinh dưỡng cho phù hợp. Với chiều rộng khoảng 1,5m, chiều dài khoảng 8m, từng luống rau khí canh được lắp đặt cách ly mặt đất khoảng 1m. Bên dưới máng là một khoang máng trống chứa không khí hấp thu dinh dưỡng phun sương để nuôi bộ rễ. Cứ 10 đến 15 phút, hệ thống phun tưới sẽ phun tự động từ 10 đến 20 giây. Thời gian phun và số lần phun trong ngày được điều chỉnh hợp lý tùy theo độ tuổi, tình trạng sinh lý của cây và nhiệt độ môi trường bên ngoài. Do đó, có thể giảm từ 70 đến 80% chi phí về nước và phân bón. Theo tính toán, sau khi trừ thời gian làm vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng trong vòng 1 năm là có thể trồng được 12 lứa rau khí canh, cung cấp cho thị trường với giá trung bình là 25.000 đồng một ký. Với sản lượng 400 tấn 1 hecta một năm, người trồng rau thủy canh có thể thu lợi nhuận từ 2 tỷ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng 1 hecta. Những ai đã từng sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước miền Tây sẽ hiểu cảm giác hàng ngày đi học đi chợ trên chiếc cầu khỉ mà thân cầu chỉ bằng cụm tay, đông đưa theo sóng nước. Vì thế mỗi cây cầu được bắt là bà con mừng rỡ vô cùng. Trong 19 năm qua, đã có nhiều cây cầu có giá trị ngàn tỷ đồng ra đời trên vùng sông nước. Đó là niềm tự hào của bà con. Bởi hồi trước, khi người Pháp, người Mỹ đến xứ này, họ làm thủy lợi xây đường giao thông, nhưng cũng chưa dám nghĩ đến việc xây cầu vượt sông Tiền, sông Hậu, và đều thất bại vì nhiều trắc trở về kỹ thuật. Vì thế, thêm một cây cầu bắc qua sông là thêm một hy vọng mới. Đoạn đường giao thương buôn bán giữa miền Tây với thành phố Hồ Chí Minh càng gần hơn. Miếng cơm manh áo vì thế mà đỡ đi phần nhọc nhằn. Mekong Cận Cảnh ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng nhìn lại những chiếc cầu phá thế qua sông Lụy Pha, dùng sông nước miền Tây. Trong suốt gần 20 năm qua, trên 20 triệu dân trong vùng liên tiếp đón nhận nhiều cây cầu ước mơ được hoàn thành như cầu Mỹ Thuận năm 2000, cầu Rạch Miễu 2009, cầu Cần Thơ năm 2010, cầu Nam Căn 2015, cầu Cổ Chiên 2015. Gần đây nhất là cầu Cao Lãnh năm 2018, cầu Dàm Cống, góp phần tạo nên hệ thống giao thông liên hoàn toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
và dấu mốc lịch sử phải kể đến đó chính là cây cầu Mỹ Thuận, nối Vĩnh Long với Tiền Giang. Cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á vào 19 năm trước, được xem như dấu mốc mở màn đầy triển vọng cho việc kết nối những ngăn sông cách trở của vùng miền Tây sông nước chằng chịt này. Đúng 2 năm sau đó, chiếc cầu dây văng dài nhất Việt Nam, cầu Rạch Miễu được khởi công, nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre trên quốc lộ 60, tạo cơ hội để Bến Tre phát triển và bứt phá liên tục những năm sau đó. Chính thành công này đã góp phần tạo động lực để chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải tìm nguồn vốn để tiếp tục đầu tư xây dựng cầu khác cho vùng. 19 năm, từ cầu Mỹ Thuận đến cầu Dàm Cống là một mốc lịch sử phát triển đột phá của giao thông đồng bằng sông Cửu Long. Những cây cầu lịch sử đã tạo nên cú hích cho nền kinh tế vùng. Điều đó thể hiện qua tổng thu ngân sách đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2018 đạt hơn 240.000 tỷ đồng, đóng góp 18% GDP cả nước. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 45 tỷ 800 triệu đô la Mỹ. Giao thông liên mạch góp phần giảm chi phí, thời gian vận chuyển hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh phát triển cho cả vùng. Nhưng niềm vui đó vẫn chưa trọn, bởi hạ tầng giao thông ở vùng châu thổ Cửu Long được đánh giá vẫn còn nhiều điểm nghẽn, khiến chi phí vận tải của các doanh nghiệp luôn cao hơn từ 10 cho đến 40% so với các vùng khác. Đây cũng chính là rào cản khiến thu hút đầu tư ở đồng bằng sông Cửu Long luôn ở mức thấp. Trong xu thế logistics đóng vai trò xương sống của nền kinh tế, thì miền Tây vẫn cần những cây cầu mới tiếp tục mọc lên. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong tương lai, miền Tây còn 26 dự án giao thông đang được đầu tư với tổng vốn gần 89.000 tỷ đồng. Trong đó, mong chờ nhất có lẽ là cây cầu Mỹ Thuận 2 dự kiến được khởi công cuối năm nay. Trong bối cảnh cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ sẽ được xây dựng tháo nút thắt kẹt xe trên quốc lộ 60 qua Tiền Giang hiện nay, thì cây cầu Mỹ Thuận 2 cũng cấp thiết được xây dựng. Song song với đó, cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cũng sẽ khởi công vào năm 2021 và hoàn thành vào năm 2024, giải quyết tình trạng ùn ứ phương tiện lâu nay ở cầu Rạch Miễu hiện hữu. Phía hành lang ven biển phía đông của vùng, cây cầu Đại Ngãi cũng được người dân kỳ vọng, cùng với cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông và cầu Cổ Chiên. Cầu Đại Ngãi sẽ là nút thắt cuối cùng để thông toàn tuyến quốc lộ 60, dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2020 đến năm 2025 tới. Với các dự án khủng xây dựng cầu trong những năm qua, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều có thêm động lực, có thêm điều kiện để phát triển. Và một khi những cây cầu Mỹ Thuận 2, Rạch Miễu 2, cầu Đại Ngãi tiếp tục được xây dựng, bài toán logistics của vùng sẽ sớm được tháo gỡ. Rồi đây, đồng bằng sông Cửu Long sẽ là miếng bánh béo bở để các nhà đầu tư tìm đến. Dù tự hào với nhiều cây cầu được bắc qua sông Tiền, sông Hậu, nhưng phải thừa nhận là hạ tầng giao thông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Cầu lớn, đường nhỏ, mà các địa phương thì vốn ít, nhu cầu đầu tư lớn. Vì thế bà con vẫn còn chờ đợi những cây cầu như Mỹ Thuận 2 để thôi thúc đồng bằng phát triển. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức Mekong ngày hôm nay của Truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.